Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Trước mắt các bác là một chiếc xe gầm cao với chất lượng đỉnh cao. Chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Và rất ít có được một chiếc xe nào cùng đời mà được đẹp như con này. Rất ít luôn các bác nhá. Các bác yêu độ chất và yêu cái đẹp, yêu độ zin, yêu sự chắc chắn và yêu độ zin thì các bác xem video này của bên em để các bác biết được chiếc xe mà đời 2009 đến bây giờ xem nó còn những gì và đẹp ra làm sao. Đây các bác xem, các bác nhìn vào một số những vị trí này cho em, như là vô lăng, củ số, cần phanh tay, một số cái vị trí tì tay rồi tắp ni tắp nô và máy móc các bác nhá. Thì đây trước mắt các bác thì mình nhìn luôn vào cái phần củ số cho em. Đây, củ số là không bị mòn này. Đấy, đời 2009 đến bây giờ nó không bị mòn này. Đúng không ạ? Phanh tay cũng vậy này, không bị mòn này. Mặt tắp lô tắp ni của nó này. Đấy, rất mới luôn. Một chiếc xe còn tuyệt vời. Đây các bác xem vô lăng này. Đấy, phần cạnh vô lăng này là được vần nhiều nhất đây, được vần nhiều nhất, được cầm tay vào nhiều nhất, đúng không ạ? Tay trái mà. Và mặt giữa phím còi này. Đấy. Như mới luôn, như là những chiếc xe đời cao, đúng không ạ? Như là những chiếc xe đời cao luôn. Các bác nhìn qua mấy cái vị trí như vậy thì mình cũng đánh giá được phần trăm nào đó của chiếc xe này rồi. Chiếc này máy 2.3 số tự động các bác nhá. 5 chỗ gầm cao, form SUV. Nội thất màu đen và ngoại thất cũng là màu đen. Máy số của xe hiện tại là vẫn còn nguyên bản luôn. Thậm chí là cái mắt, cái lắp là mặt máy, cái lắp rong dàn cò của nó vẫn còn nguyên các bác nhá. Đấy, ghế da này đẹp chưa này các bác này. Đấy, ghế da xịn. Ghế này là không phải bị làm sao đâu. Cái này nó nhăn đấy, kiểu nó nhăn thiết kế là như vậy thôi. Đấy, có xe này nó không bị nứt này. Đây em bành cho các bác xem này. Đấy. Mẫu này thì đợt trước em cũng có một con đời 2012 thì em bán là 350. Và đời 2008 vừa rồi thì em bán là 298 triệu. Em giao bán 301 nhưng mà vì sau bán được là 298 triệu. Đấy là đợt trước, còn đợt này tuy rằng chiếc xe cũng đẹp, đời cao hơn, đời 2009 đời cao hơn một đời so với con 2008 kia, đúng không ạ? Đẹp hơn một chút và đời cao một chút. Thế nhưng mà em giá bán giá thì cũng chỉ tầm tầm đấy thôi các bác nhá. Chỉ tầm tầm đấy thôi. Đấy, thì các bác có thể là mua được cái chiếc xe này về dùng cho gia đình mình rồi. Đây, đây là vị trí mình để lốp dự phòng. Đây là những cái tay quay, tay kích của xe còn rất là sáng, rất là vàng này, không bị han này. Và lốp dự phòng của xe này các bác này, lốp dự phòng thậm chí còn chưa hạ luôn. Đây, cái phần sơn của nó vẫn đen xì này. Lốp dự phòng còn chưa hạ nhá, còn rất là mới này. Đây, lốp dự phòng còn chưa chạm đất nhá. Một điều hết sức tuyệt vời ở trên con xe đời 2009, đúng không ạ? Nội thất, ngoại thất của xe sẽ được em quay làm sao chi tiết nhất cho các bác xem, các bác cảm nhận. Các bác ở xa mình xem kỹ video, nếu mà ưng thì các bác bảo bên em đánh xe tới tận nơi, đánh xe đến tận nhà, mang xe tới tận cơ quan làm việc để cho các bác xem. Các bác xem xong mình ưng thì lấy, mà không ưng thì bên em đánh về. Đấy là một điều hết sức tuyệt vời trong cái đợt dịch bệnh Covid này mà bên em tạo điều kiện cho các bác. Các bác hãy hưởng ứng nhá. Trước tiên thì các bác xem video đã và cảm nhận về chất xe đã. Đấy, ưng rồi thì các bác nhấc máy mới gọi điện cho bên em được. Thứ nhất là có thể là chốt giá trên điện thoại trước, có thể là đến xem xe xong rồi mới chốt cũng được các bác nhá. Hôm nay em hơi ngắt mũi một chút. Đây là máy này. Chiếc xe với động cơ là 2.3, 4 máy thôi. Sử dụng 4 máy, 1, 2, 3, 4 này. 4 bu di, đúng không ạ? Cái lắp dàn cò này vẫn còn zin luôn các bác nhá. Cái lắp này vẫn còn zin. Đây cái vị trí keo lòi lòi ra một chút này. Đấy cái keo này này. Đấy, các bác xem, các bác nhìn xuyên qua cái lỗ này. Đấy. Keo zin nhá, keo zin của nhà máy đấy ạ. Đấy, một chiếc xe mà zin từ lắp dàn cò luôn. Độ zin còn quá cao so với một chiếc xe 2009 đúng không ạ? Đèn pha xịn nguyên bản theo xe và nó còn được trong vắt như này này các bác này. Nó còn được trong đẹp, còn được sáng đẹp như thế này. Đấy. Thậm chí còn chưa bổ nhá. Đấy, chưa bổ đèn luôn. Đây, các bác xem này. Tai đèn nguyên hết này, phần đèn là chưa bổ, chưa tháo này. Đấy, đèn pha rất là trong này. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe 2009 đúng không ạ? La răng đúc của dòng này thì là nguyên bản theo xe rồi, phanh ABS chống trơn chống trượt đầy đủ hết.
Đấy, gương xi nhan gương này, các bác xem, xi nhan gương còn rất là đẹp này. Đăng kiểm thì dài đoằng luôn, dài tận năm 2022. Kính của xe đều là kính zin các bác nhá, được bọc dán hết xung quanh kính rồi. Đấy, thân vỏ đẹp, keo chỉ là không mất một phân nào luôn các bác nhá. À, xe hoàn toàn là không có lỗi, nguyên zin toàn bộ cả xe. Đấy là một điều tuyệt vời trên cái con xe Pointcape này mà em muốn giới thiệu tới các bác. Mời các bác tới địa chỉ là 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương được xem xe. Vì ở đây bên em có rất là nhiều xe khác, mời các bác qua lựa chọn. Và mình đúng mẫu nào, mình thích mẫu nào thì mình chọn mẫu đấy các bác nhá. Hơn 100 đầu xe các loại. Đấy là em bảo các bác đến thôi. Còn thì đợt dịch bệnh này thì các bác cũng hạn chế đi lại rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà hôm nay đấy là em bán được cho 5 người. Đấy, 5 người đến với cửa hàng bên em và chốt 5 xe. Và em cũng giao vào miền Nam là 4 xe nữa. Hôm nay giao vào miền Nam 4 xe. Và cũng đánh đi đến tận nơi cho khách hàng ở một số tỉnh như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Linh Bình. Đấy, có mấy tỉnh đấy thì hôm nay bên em cũng đánh xe đến tận nơi cho các bác này xem. Và đều thành công hết, đều giao thành công hết. Đấy, các bác nhá, đều giao thành công hết. Đánh xe tới tận nơi. Đấy, người ta cũng chỉ bớt độc lá một ít thế là vào việc thôi. Bây giờ xe bên em cũng đã thứ nhất là tả trên video này rồi. Và cái thứ hai là các bác đấy cũng đã gọi điện cho bên em. Và bên em cũng đã tả cho các bác đấy qua điện thoại rồi. Cho nên là đến là gần như là vào việc rồi. Đấy. Các bác cũng vậy nhá. Mình cứ gọi điện để được tả thêm. Rồi cũng có thể là gửi hình ảnh, có thể là gửi video qua Zalo để các bác xem thêm. Chốt cái thì bên em đánh xe tới tận nơi cho các bác thôi. Để bây giờ thì quay chi tiết phần nội thất bên trong các bác nhá. Quay chi tiết luôn. Một chiếc xe quá đẹp so với đời. Đây, keo chỉ này, keo chỉ được hoàn toàn không mất phân nào luôn này. Đấy, lòng trong này vẫn là sơn zin, rất là bóng đẹp. Đấy, có một vài vị trí thì hơi bẩn một chút thôi. Đấy, trước này là em cũng lau sơ qua thôi nhá, chứ chưa lau kỹ đâu. Đấy, phần mép ngoài cánh cửa này rất là trong này, keo chỉ còn nguyên này, gioăng này. Gioăng như mới luôn này các bác này. Gioăng như mới luôn. Bên em toàn xe đẹp, toàn xe chất, toàn hàng tuyển chọn thôi. Đấy, tuy rằng là ngày mua mấy con liền nhưng mà toàn mua hàng đẹp thôi các bác nhá. Đây các bác cứ xem, các bác mình đã xem những video trước của bên em rồi thì các bác cũng biết là chiếc xe bên em đẹp như thế nào đúng không ạ? Và các bác cũng đã mua thì các bác cũng sẽ có cảm nhận như thế nào. Đây các bác xem nhá. Tắp lô tắp ni này. Chỗ này đây là em chưa bôi dưỡng còn đẹp nữa cơ. Sàn bọc da. Đấy, những con bu lông ở đây là chưa tháo vặn gì này các bác này. Đấy, cái vòi voi này bẩn tí thôi mình đánh đi là sạch ngay. Bận quá không có người nên chưa có người đánh các bác nhá. Đấy, những cái móc khóa này, những cái chốt khóa này, các bác xem là cái phần sơn zin của cái phần móc khóa này vẫn còn đen xì này. Đấy, ngon. Đấy, chưa bị làm sao cả. Xe trang bị thì có hai túi khí an toàn các bác nhá, một túi ở bên đây và một túi nằm ở giữa vô lăng. Đây em quay phần táp lô cho các bác xem phần táp lô đây. Đấy, đồ nhựa của xe này rất là sáng và tươi tắn này. Nhựa của cái dòng này nó đã tốt sẵn rồi đúng không ạ? Thế mà lại còn giữ được cái đẹp nữa, cho nên là mình nhìn qua thôi cũng đã thấy nó như nào rồi, đã thấy độ đẹp nó đến đâu rồi. Đấy, đồ nhựa của dòng này nó rất là bền, nó rất là dẻo dai các bác nhá. Đấy, rất là dẻo dai, rất là khó gãy vỡ. Đây là cốp này các bác này, cốp cũng hơi bẩn một chút. Bác nào mà hiểu về xe, biết về xe, mình chỉ cần là nhìn vào một số những cái vị trí mà em quay ngay ban đầu, các bác cũng đã biết được chất lượng của chiếc xe đến đâu rồi đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chẳng lẽ lại quay cái video chỉ được có mấy phút thôi đúng không ạ? Cho nên là em phải quay kỹ nhá, quay kỹ, các bác ở xa mà đúng không ạ? Đây. Đây, cho một số cái cốp đồ đây. Đây, cốp là hai chế độ luôn các bác nhá. Đây, dàn âm thanh của xe là vẫn zin nguyên bản theo xe này. Đấy, còn rất là đẹp này. Tất cả những cái phím bấm ở vị trí này các bác xem. Những cái phím bấm này, những phím vặn này, những phím bấm này, đời vặn này. Nó như kiểu là một chiếc xe đời cao vậy, như một chiếc xe đời 2010 mấy vậy luôn. Không bị mòn đúng không ạ? Những cái vị trí, những cái phím bấm này là không bị mòn này. Các bác có thể nhìn thấy này. Chìa khóa này là vẫn là chìa khóa zin nguyên bản theo xe nhá. Và những cái phím bấm ở cái phần chìa khóa này vẫn còn đẹp này. Các bác thấy đúng không ạ? Chiếc xe đẹp này là không có nhiều đâu. Các bác mà đang tìm mua chiếc xe Pointcape hoặc là mình tìm mua một chiếc xe tương tự loanh quanh
trên dưới 300 triệu mà các bác muốn có một chiếc xe gầm cao số tự động thì chiếc xe này là đang phù hợp cho các bác đây. Mình đi mẫu này, mình sử dụng mẫu này thì được quá yên tâm rồi. Rất hợp lý luôn. Tiếp tục đây thì em mời các bác xem chi tiết những cái vị trí nữa này. Nó không phải là đẹp một hay là hai hay là vài vị trí. Và ở đây thì chiếc xe nó đẹp đều cả toàn bộ xe luôn. Đây những cái vị trí nhỏ nhất mà em quay cho các bác xem nó cũng đẹp luôn này. Nó cũng đẹp luôn. Đúng không? Lòng trong là sơn zin nhé, rất là bóng này, rất là bóng đẹp này. Các bác mình không biết đánh giá xe thì mình hãy nhờ người biết về xe, người ta đánh giá hộ các bác nhá. Xem chiếc xe cùng đời mà nó có được như thế này không, như được như chiếc xe này của bên em không nhá. Đấy, có cái dòng này nó bị sứt một tí này, những cái dòng xe ô tô cũ thường thường rất là hay bị sứt dòng ở khu vực này. Vì mình bước ra bước vào thường thường mông hay cọ mà. Đây nhá, gioăng ở trên đây thì hoàn toàn rất là đẹp này. Đấy, hoàn toàn rất là đẹp luôn cái phần gioăng bên ngoài. Đấy, gioăng khung này. Đây, còn cái phần gioăng trên nữa này. Đấy. Em điều chỉnh ánh sáng làm sao luôn luôn ở mức độ tốt nhất cho các bác xem. Không bị nóa này, không bị nhòe này, đúng không ạ? Đấy, dòng này thì chỗ này nó là một cái vị trí để mình để đồ. Đấy, khay để nước này. Đấy. Thiết kế rất là hay và rất là đặc biệt. Đấy, bộ ghế da thì vừa đang quay rồi, đúng không ạ? Về chiếc xe đảm bảo cam kết chuẩn chỉ cho các bác là không bị tai nạn đâm đụng, không bị ngập nước, không bị thủy kích. Và thân vỏ lại không bị mục mọt các bác nhá. Đấy. Đấy là một trong những cái mà em muốn chia sẻ cho các bác và muốn đảm bảo cho các bác để các bác yên tâm. Đấy, khu vực đằng sau đây. Đấy, khu vực đằng sau đây các bác nhá. Cái chỗ này mà mình để đồ thì được rất là nhiều đồ đây này. Để được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, chỗ này, cái này nó là cái nắp để mình xoáy ở đây nhá. Đấy, nãy em vặn ra để các bác xem cái lốp dự phòng nó đẹp như nào thôi. Đấy, tạo thành một cái khoang đồ này cực rộng. Đấy, cực kỳ là rộng. Rồi, bây giờ thì em sẽ đóng cái cốp này lại. Và đóng cả cánh này lại nữa đi. Đóng cánh cửa này lại đi. Xong quay bên ngoài cho các bác xem luôn đi. Đấy, cửa đóng rất là chắc đúng không ạ? Tôn vỏ dòng này nó rất là dày, cho nên là mình khi chạy nó rất là đầm nhá, rất là đầm, rất chắc, tôn vỏ dày bình luôn. Đấy, sơn xi thì nét căng rồi, đúng không ạ? Sơn xi của xe rất là lép này. Thân vỏ đều đẹp các bác nhá, không có lỗi gì về vấn đề thân vỏ. Cho nên là thân vỏ xe thì còn rất là mọng, rất là căng, rất là khít. Như em cũng đã nói trên một số những video khác là nó không lồi lõm gồ ghề gì, đúng không ạ? Lốp của xe thì vẫn còn tạm tạm các bác nhá. Tất nhiên nó không còn mới nhưng mình vẫn chạy được một thời gian dài nữa luôn. Đấy, đèn đằng sau và đèn đằng trước thì cũng đã được thiết kế khác biệt so với những chiếc xe đời thấp rồi. Các bác nhá, vào đây là lốc này. Có da lốc nữa luôn. Đèn pha trước, đèn hậu sau này. Đấy, rất là sáng đẹp này, rất là mới này. Đấy, quay gần cho các bác xem. Và nó một cái dạng đèn nét các bác nhá. Đi ban đêm rất là đẹp. Có cảm biến lùi phía sau 1, 2, 3, 4 mắt này. Và chiếc này biển 14 gốc Hà Nội nhá. Gốc thành phố đấy ạ. Các bác có mua về Sài Gòn hoặc là Hà Nội thì hoàn toàn là không mất tiền biển đâu. Chiếc này là hai chủ. Một chủ đầu tiên thì là ở Hà Nội. Và chủ thứ hai bán cho người quen ở Quảng Ninh. Biển 14. Đấy. Chiếc này thì mới ra tên được một thời gian. Rồi ra tên năm 2019 các bác nhá. Đây chia sẻ cho các bác như vậy. Còn thì chủ chức Hà Nội là đi đến năm 2019 luôn. Nhượng lại cho một người đấy. Và bây giờ các bác mua thì bên em lại nhượng lại cho các bác nhá. Đấy, chiếc này thì là một trong những chiếc xe mà bên em tuyển chọn kỹ lưỡng rồi. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và mình không phải suy nghĩ gì về chất lượng của xe nhá. Quá đẹp rồi. Đèn này,
các bác có thể là mang thợ rồi mang đi đô test cũng được cho chiếc xe này. Mình kiểm tra, mình check test thoải mái các bác nha. Đây là những cái cánh nữa là cho các bác xem này. Đây, đồ nhựa rồi đồ da của xe này. Đấy. Rất là căng đúng không? Đây. Mép này, lòng trong là sơn zin toàn bộ luôn. Bên ngoài tất nhiên thì không thể tránh được sơn lại một vài vị trí, nhưng mà phần bên trong là sơn zin toàn bộ nhá. Đấy, đồ nhựa, đồ da của nó này, các bác xem những cái phím bấm là không bị mòn này. Loa âm thanh của xe nghe cực đỉnh luôn các bác nhá, nghe cực hay. Đây, những cái rong này rồi những cái cao su này, này nó vẫn còn nguyên này, nhiều con là mất rồi làm gì còn cái này đúng không ạ. Này của em còn nguyên luôn, rong này. Đấy, rong xịn nguyên theo xe các bác nhá, chứ không phải là rong thay lại đâu. Rong này rong xịn đấy ạ, các bác nhìn biết ngay. Chỗ này thì được chỉnh gương này, và đây là mình chỉnh đèn này. Em quay cái phần khu vực táp lô này cho các bác xem nhá. Đây có mắt cảm biến này các bác này. Đây là cái vị trí mình báo cảm biến khi lùi nhá, cảm biến khi lùi. Rồi, vị trí này thì cũng đã tiếp tục quay xong. Và đây các bác xem cái những cái phần nhựa cho em này. Đấy, nhựa không bị ố màu này. Thường thường là nhựa mà để bên ngoài từ năm 2009 đến bây giờ rồi, nếu mà ai mà hay để trời nắng trời mưa hay để đi nhiều, đúng không? Nó sẽ bị bạc màu đi và nó sẽ bị ố mất màu ngay, đúng không? Đấy, kính zin nhá, các bác nhìn này, số 9 này. Đấy. Và đây là những cái phần nẹp chân kính, nẹp cánh cửa này, xung quanh cánh cửa này rất là khít đúng không ạ. Rồi, cửa em đóng lại xong đấy, lại quay cho các bác xem một cái cánh cuối cùng nữa. Các bác nếu thích rồi mình alo sớm cho bên em nhá, một chiếc xe đẹp như thế này giá tiền cũng hợp lý nữa. Đấy, cho nên là mình cũng nhanh tay một chút. Đợt trước em bán cái con xe đời 2012, chia sẻ với bác là đời 2012 mà nó không được đẹp như thế này đâu, không được đẹp như này đâu, mà bên em còn bán đến 350 các bác nha, bán đến 350. Vì trên thị trường những cái mẫu đời 2012 bây giờ người ta toàn bán 380, 390 luôn. Đấy, các bác có tra mà xem. Đây, các bác lên một số những cái trang chợ như là chợ tốt hay là một số những cái trang bốn bánh, ở trên đấy người ta toàn giao bán những chiếc xe này. Nếu mà đời 2012 người ta toàn giao bán là gần 400 cơ. Đây, tập lô, tập ly của nó đây. Qua như vậy là kỹ rồi, đúng không ạ? Qua như vậy khá là kỹ rồi. Những cái vị trí chỗ kia thì hơi bẩn nhỉ. Đấy, chỗ này này hơi bẩn này, đúng không ạ? Đợt này bên em đang bị bí người lau chùi, cho nên là hơi bẩn một chút. Các bác về mình cái đấy mình tự lau được nhá. Đấy, con xe thì bẩn nó cũng chẳng bình thường, đúng không ạ? Sợ nhất là xe kém thôi. Đây là chi tiết cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Ford Escape này. Đây. Máy 2.3 thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng vừa phải hợp lý thôi các bác nhá. Nếu mình đi đường trường thì nó chưa tới 10 lít đâu. Đấy. Xe với phần tiêu thụ nhiên liệu của nó là chưa tới 10 lít. Rất là hợp lý cho các bác mình chạy. Còn nếu mình chạy đường trường hoặc là mình vừa đi vừa đỗ thì cái đấy thì không nói rồi đúng không ạ? Nó sẽ tốn xăng. Đấy, logo biểu tượng của xe này, cặp đèn pha này em rất là kết luôn. Cabo của xe này là rất là đẹp đây, nỉ còn nguyên đúng không ạ? Máy đem quay rồi. Máy thì các bác nhà mình không chê được cái phần máy và phần số nhá. Máy số gầm bệ chiếc xe thì các bác không chê được luôn, vì máy số của nó cực ngon. Đây, bây giờ thì đến phần vỏ bên ngoài. Vỏ bên ngoài thì em đã cũng quay phần bên kia rồi. Bây giờ quay cho bác xem khu vực đầu nhá. Đây, sơn xi của xe thì rất là bóng mượt, sạch sẽ này. Đèn này em cũng giới thiệu rồi, đèn zin.
Đấy, cái mặt ga lăng của xe rất là sáng bóng này, rất là sáng bóng đúng không ạ? Và đầu chiếc xe nhìn rất là hầm hố, có thể rất là hầm hố luôn. Thân vỏ căng đều. À, tí em sẽ quay gầm cho các bác xem nốt nhá. À, chiếc xe đẹp như thế này đúng không ạ? Có thể hiện ngay ở trên cái video hình ảnh mà em quay bằng một chiếc điện thoại iPhone thôi các bác nhá. À, xinh nhan vuông này, rất là sáng đẹp này. Đồ nhựa của xe này. Đây các bác nhìn có phải đúng iPhone không ạ? Vâng. iPhone iPhone X 11 các bác nhá. Chứ không phải là dùng đến một chiếc xe iPhone, không phải dùng đến một chiếc điện thoại đời cao nhất bây giờ đâu. Đời cao nhất bây giờ là iPhone 12 đúng không ạ? Còn em là iPhone 11 thôi. Nước sơn của xe đây, nó cũng đẹp này. Đợt tới khả năng là em cũng lên một chiếc điện thoại đời cao hơn một chút để quay cho nó nét hơn đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì sẽ quay phần gầm lốt cho các bác xem đây. Đây, gầm sàn này. Các bác xem này, tôn của nó rất là đẹp này, sáng đẹp. Đây gầm đây. Đấy, đẹp chưa đúng không ạ? Xe bên em mua là những vấn đề mục mọt là rất là kiêng. Rất là kiêng mục mọt nha. Đây. Đấy là phần gầm của chiếc xe này. Còn thì bây giờ em cũng chuẩn bị kết thúc video rồi. Quay hơn 20 phút luôn đúng không ạ? Thôi rồi nhá, chiếc xe nó đẹp như nào mình cũng nhìn video mình biết rồi. Thì các bác xem hết video, có thể là xem vài lần cho em để mình cảm nhận sâu sắc nhất về chiếc xe này. Xong đấy thì gọi điện cho bên em được chốt giá nhá. Số điện thoại 093 8586 307 và 0389 000 555. Đây là hai số chính, hai số Zalo, hai số hotline của bên em. Các bác hãy alo và alo nhiệt tình cho em nhé. Các bác kết nối Zalo để được tư vấn thêm nữa. Còn thì nếu các bác mình nhắn tin ở trên fanpage Facebook mà chưa trả lời kịp thì các bác cứ alo cho em cho dễ nhé. Ok, em cảm ơn.